Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay khoac.rẻ24giờ.com. Trước khi vào video thì các bạn cho mình xin 2 phút quảng cáo để mình có thêm kinh phí để mình làm video nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một web bán hạc Liên Quân giá rẻ và uy tín, web có tên là khoac.rẻ24giờ.com. Đó, các bạn vào, các bạn nhấn đăng nhập và đăng nhập bằng Facebook. Ok. Đó, sau khi đăng nhập xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp tiền thẻ cào. Các bạn nhấn vào phần lắp tiền thẻ cào. Và là tiền thẻ cào còn có 3 loại thẻ, đó là Viettel, Villa và Mobi. Ở đây admin đã ghi bùi đỏ là ưu tiên là thẻ Viettel mệnh giá là 5.000 trở lên, vui lòng chọn đúng loại thẻ và mệnh giá, thời gian duyệt từ 3 đến 15 phút, tức là sau khi mà các bạn lạc tiền thì đợi từ 3 đến 15 phút các bạn sẽ có tiền, nên các bạn đừng nóng vội gì cả. Mình xin nhắc lại là sau khi lạc tiền thì các bạn sẽ phải đợi từ 3 đến 15 phút các bạn mới có tiền nha. Sau khi các bạn có tiền rồi thì các bạn có thể vào phần tài khoản Liên Quân để các bạn có thể mua Liên Quân. Thì các bạn sẽ tìm mức giá mình mong muốn này, tìm bậc danh mà mình muốn này, hoặc tên tướng thì bạn có thể nhập vào đây, hoặc tên trang phục các bạn có thể nhập vào đây, hoặc sắp xếp theo. Ví dụ mình sẽ mức giá thì mức giá từ 100.000 đến 500.000, và sắp xếp theo nhiều tướng nhất thì mình sẽ nhận rồi bắt đầu nhận tìm kiếm. Đó, vậy là ra số hack mà mình muốn mua. Các bạn mà muốn mua trị giá bao tiền thì các bạn cũng có thể tìm như mình và chọn mệnh giá thôi. Sau phần tài khoản Zun 9K thì dành cho những bạn mà kiểu thích sự hên xui ấy thì các bạn có thể nhấn vào. Đó. Trước khi các bạn vào phần tài khoản Zun này thì sẽ có một cái thông báo khi nhập thử vận may, các bạn phải chấp nhận hên xui 35% ắc không đúng mật khẩu, 15% ắc không thể thay đổi mật khẩu, hoặc là 50% ắc trắng thông tin, tức là những cái đó để đổi lại sự may mắn hoặc là hên xui, tóm lại là cái sự hên xui của mình. Nếu mà mình đỏ mình sẽ được ắc trắng, còn xui thì có thể là ắc không đúng mật khẩu, là như vậy. Theo xuống bên dưới này thì có rất nhiều các loại tài khoản khác, tài khoản Zun 12K, thử vận may 15K, hoặc thử vận may trung cấp 40K. Mình sẽ thử vận may cao cấp 100K đi, đó, tùy vào cái giá tiền của mình muốn. Sau khi vào tài khoản thử vận may cao cấp 100K thì các bạn có thể nhìn thấy cũng nhận được một thông báo, đó chính là 10% ắc 4-50 tướng, tức là tùy vào độ may mắn của mình, thử vận may nó là như vậy. Và mình có thích một cái đặc điểm mà shop này, đó chính là sẽ hoàn tiền 100% nếu mà ắc lỗi và tất cả các loại ắc. Đó, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn lạc tiền cũng như là mua ạc hoặc là thử vận may rồi. Nếu các bạn nào có nhu cầu muốn thử vận may hoặc là mua ạc Liên Quân thì các bạn có thể truy cập vào khoac.rẻ24giờ.com. Và mình xin nhắc lại, shop là khoac.rẻ24giờ.com. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với admin, nhấn vào bên cạnh có chữ Facebook admin, hoặc các bạn kéo kịch xuống dưới sẽ có dòng số điện thoại của admin và vẫn có chữ Facebook admin, các bạn có thể nhấn vào là sẽ ra Facebook admin của bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ ra 2 phút quý báu để nghe mình quảng cáo. Ngay bây giờ sẽ quay trở lại với clip thôi. Tôi Hữu Bộ xin chào lớp cho anh em. Tôi rất chào lớp cho anh em. Tôi tiến tôi ta chào lớp cho anh em. Hôm nay hết trồng trắng rồi à? Hết trồng trắng rồi. Ok các bạn ạ, sau những cái ngày anh em mình sau 2 clip thôi, sau 2 clip anh em mình nướng bằng mắc khén hạt giỏi thì hôm nay lại trở lại với chủ đề nướng siêu cay. Thì hôm nay mình sẽ nướng một gọi là món cá trình nướng siêu cay. Ở kia mình đã chuẩn bị 2 con cá trình khá là to và dài kia rồi. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là 2 con cá trình mà mình đã mua các bạn ạ, khá là to. 2 con này mỗi con nặng 1,5 cân. Sau khi mà mình được nhìn thấy 2 con cá này thì mình liên tưởng ngay đến cái gọi là mấy con lươn ma khổng lồ mà chui trong tẻo để ăn thịt người ấy. Hả? Thế ngày xưa em được nghe kiểu lươn ma không? Lươn ma kiểu chui vào trong tẻo để ăn thịt người, xong bắt đầu nó khổng lồ, nó to vãi cả trưởng ra ấy. To là nó to bắp đùi ấy. Đấy, nó dài gấp đôi, gấp 2 lần người em ấy. Thì con này nó rất là trơn các bạn ạ. Nhìn cái đầu nó thì rất giống con cá trạch này. Cái đuôi kia thì giống cá chê. Nếu mà mình nhìn tổng cả người nó mà lần đầu tiên mình nhìn thấy, mình sẽ bảo đây là con cá trạch khổng lồ. Thì người nó bây giờ rất là trơn nên mình phải đi đánh vảy luôn. Sao đánh vảy bạn? Tôi quên, con này gọi là da trơn thì tôi sẽ là đi đánh nhớt các bạn ạ. Đánh nhớt. Anh mình sẽ đi đánh nhớt mấy con cá này rồi đem đi để ướp siêu cay và anh mình nướng thôi. Nào đi bạn ơi, mang ra để đi đánh nhớt đi. Lấy muối đây bạn ơi, rửa nhớt đi. Ô, nhưng mà tôi sợ rửa muối con này vẫn không sạch ấy. Nhớt quá. Nhớt nhiều đấy. Bạn làm nào cho sạch thì bạn làm. Để tôi làm cái khác. Ôi ơi. Bạn làm cái kia tí liệu ăn nó có sạch không? Hay tí phải bóp muối qua chục lần nữa nhá. Không ăn kia tôi sợ tí bẩn lắm. Sạch luôn. Kỹ năng chuyên nghiệp đấy. Em sợ trong con nhớt không ạ? Hết luôn nè. À. Đây em cầm kéo căng mà. Đấy, hết rồi. nhưng mà tôi vẫn thấy ghê, tí bạn phải rửa lại nhiều muối vào nhá. Đấy, sạch luôn. Hết nhớt. Cho vào để rửa để bóp muối đi. Bởi vì con này rất là nhớt, bạn Lâm gọi là không biết là ngày xưa học được kỹ năng ở đâu mà bây giờ
chuyển sang lăn qua đất để làm hết nhớt. Bán với người tôi lôi hết nhớt người đó ra. Bây giờ bám con tức là nhớt chuyển sang bám vào tay bạn rồi đúng không? Loại này nhớt quá rất là khó rửa con ạ. À. Thế anh lại thuộc vào hạng nhớt rồi à? Thôi bây giờ tay còn sạch để Lâm đi rửa đi, tay còn sạch thì còn bóp nhớt qua muối đi. Còn nhớt nhiều đúng không? Ít rồi, nó giảm đi nhiều rồi. Thì bóp muối qua vài lần cho sạch rồi sẽ... Nhìn trắng muốt rồi. Hả? Nhìn trắng muốt rồi. Sao bóp muối qua trắng muốt luôn? Lạ cực luôn các bạn ạ. Lạ vãi trưởng. Anh bóp muối qua nhìn cái thân nó trắng muốt luôn. Anh bóp muối vài lần xong sẽ đi để mổ và ướp luôn. Ừ, đây, hai con khác hẳn nhau. Một con sau khi được sát muối thì trắng, con này vẫn đen này. Vậy là như mình đã mổ và làm sạch nhớt sau một hồi loay hoay rồi con ạ. Bây giờ như mình sẽ cho vào để ướp siêu cay thôi. Và xóa bóp đi. Thì mình sẽ cho lên vế và kẹp để nướng luôn thôi. Được rồi. Bạn bóc xoay đi. Vẫn được rồi. Sao được bạn? Vẫn trơn. Con này kiểu như rất là khó làm hết nhớt con ạ. Chỉ là bớt đi những cái nước nhớt bắn ra ngoài thôi. Bạn để nào cho đẹp đẹp lên đi. Dài quá không bạn? Cho con đi, tôi nghĩ con đi hay như mình phải chặt đôi đi. Thế để thế này. Đấy, tùy bạn. Để bạn để nào để. Nhìn như cái cung như vậy. Đấy, bạn vẫn con lại. Đấy, bạn lấy dây thép buộc hai đầu lại chắc là ok thôi. Đấy, nhìn chắc là sẽ cuốn tròn tròn nó lại. Tôi tưởng bạn chọc vào đầu với cả đuôi nó để giữ nó thành một hình tròn nhé. Thì sau khi mà đưa lên nướng thì nó sẽ nhanh hơn. Để bạn đá kia thì cần tốn nhiều than hoa hơn đúng không? Cứ lấy thì hình cung, bây giờ hình tròn. Xong cuốn nốt cái con kia vào hình tròn, con này là ok thôi. Than đã cháy rồi, bây giờ anh mình sẽ cho lên để anh mình nướng thôi. Đây bạn cho lên đi. Xoay thử không nào. Đó. Ok chứ? Sau một hồi anh em mình nướng thì hiện tại chắc là chín rồi. Bây giờ cá kiểu cái lớp da này của nó bị bung hết da các bạn ạ. Kiểu như khi nướng nó co lại hay sao ấy, nó bung hết da là hở hết cả thịt ra. Tiến quay mặt kia cho các bạn xem coi. Bên này thì chỗ này anh em mình để cái thanh này nó kẹp quá tay nên là khi mà nướng ấy thịt nó mềm nó bị đè cũng vỡ luôn thịt. Để anh em mình sẽ bỏ ra, anh em mình chuẩn bị thưởng thức thôi. Đi mang ra để tháo đi em ơi. Đấy, đó. Tháo ra thôi. Anh em mình tháo xong rồi, bây giờ anh em mình sẽ cho con cá lên cái mâm rau sống mà anh em mình đã chuẩn bị kia rồi. Thì anh em mình ăn kèm luôn. Đấy. Ai chà, wow. Tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đi anh em mình mang ra để thưởng thức thôi. Sau khi được trưng bày lên cái mâm rau sống này thì nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Nhìn ngon quá các bạn ạ, nhìn ngon vãi chưởng luôn. Bạn Lâm ăn cá trình lần nào chưa? Tôi chưa. Chưa thì hôm nay sẽ thưởng thức thôi. Tôi chỉ ăn lẩu, tôi chưa ăn nướng. À dạ, thế hôm nay anh mình thử ăn nướng đi rồi. Nào đi, nào bắt đầu thưởng thức thôi. À bật bia với nước ngọt ra. Đẹp lắm rồi.
Nào, bắt đầu thưởng thức thôi. Tiết. Nhìn ngon vãi chóng luôn các bạn ạ. Mặt cày xương, 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 xương. Xương. Mời tất cả các bạn nha. Ớt dính đây này, thảo cày. Lâu lâu ấy. Sao thế? Chưa được thử cảm giác siêu cay. Quyết nhiều lần được siêu cay cái sao cay lắm. Cay à? Thịt. Kẹp thêm ít rau salad vào. Nhớ nhớ lại mùi mùi vị siêu cay ngon thật đấy. Bởi vì rất nhiều anh em mà là sau không làm siêu cay nữa mà lại nướng mắc khén hạt giói thì mình có thừa một chút thì giữ lại để nướng thôi các bạn ạ. Còn bây giờ sẽ trở lại với siêu cay. Mình mời các bạn. Thế nào bạn? Ngon, đậm chất siêu cay. Ăn ngon. Cái cay nhưng mà mút tay cũng ngon. Mình mời các bạn. Nó có cái mỡ ra. Bơ ấy. Thế thì con này nó ăn thịt người không ạ? Bạn nói thế Tiến lại sợ. Tiến sợ đấy. Còn thế nào em? Nhốt rồi, nhốt đi. Béo quá mày ạ. Anh đã được ăn con này bao giờ đâu. Hôm nay nướng mới được ăn thử. Lấu anh còn chưa được ăn cái loại này cơ. Em còn lần đầu nghe tên. Đây lần đầu nghe tên luôn. Lúc nãy sống nhìn anh, rõ ghê. Anh lần đầu anh nhìn thấy. Lúc nãy sống nhìn không dám ăn còn sợ, không dám sợ em. Anh bảo em, anh còn bảo em thò tay vào rồi. Ăn thật miếng da. Ăn này da này. Ngon nhỉ. Đuối 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 rồi, thế lắm rồi. Vừa mang ra đến mà rồi đã đến rồi. Ui ôi. Dạ, dài. Dạ ăn ngon rồi. Quần vào. Anh cái chơ thớ thịt của nó này. Da kiểu dai dai không? Đây á. Thịt đây ngon nhỉ. Bạn xé luôn cả miếng ấy sao nào. Ai xài. Anh ơi cho nó cá lá quấn cho ngon nhỉ. Bạn anh ơi em vừa nhai miếng rồi. Bạn thử ăn luôn miếng rồi xem thế nào. Ngập mồm. Ngấm ăn nó ngon hơn. Ngon. Hay là ngấm vào trong bụng. Đúng rồi, bụng có mà. Cắn ngập trên từng kẽ răng. Ăn béo thật đấy. Con này ăn béo thật. Tại là anh em mình cũng chưa làm cái này bao giờ, không nếu như tìm anh em mình mà tìm hiểu thì mà đủ đồ quấn thì chắc là còn tuyệt vời hơn nữa. Cái này đủ đồ quấn chắc nó ăn ngon. Đây Tiến, cái này anh ở ngoài mọi người thì rất là thơm luôn nhá. Đây. Lần sau phải đầu tư mang đi cho anh một cái thau để anh đứng nước miếng rồi. ok. Anh cũng sợ thưởng thức sau. Em sợ một thau không đủ. Hai thau. Ba thau. Mình chỉ ở ngoài mình ngửi mùi thôi này, rồi nghe anh em bảo ngon rồi béo, thực sự là đấy nước miếng mình cứ tuôn rơi, mình bây giờ lại phải vào thưởng thức thôi. Hình như em nghe nói hình như cái món này mà có bún cuốn nữa thì đây này, cho miếng ở đây được không? Đặt gần, đi rồi được. Anh bóc không nè, chỗ đuôi à? Đấy nữa, thôi anh lấy một miếng nhỏ này thôi. Mình mời tất cả các bạn nhá, dùng thử một chút xem ngon hay không. Mình đang sợ không dám ăn, nhìn thèm thôi nhưng mà chưa dám ăn vội nên mới chỉ thử một chút này thôi. Ngon. Đi lên đi nữa. Con này nó hay đi ăn mấy cái đấy. Cái cá này nó không có xương răm này. Em thấy hình như chỉ có một xương sống. Cá này ăn rất là lạ luôn nhá. Béo béo mà thịt nó kiểu dài dài kiểu gì ấy. Anh đừng ra, đây anh nghĩ nhưng mà đừng nói cái lúc đầu anh bảo là cá gì ấy, em lại bắt đầu em lại không dám ăn nữa. Cá chạch khổng lồ. Cái này lúc mình phải có thêm tí bún thì tuyệt vời. Trả lại siêu kề nhé. Cái này không biết nên nấu cháo mình to hơn rồi các bạn ạ. Nấu cháo. Cháo cá trình nhá. Cháo cá trình. Cháo cá trình. Mới à? Món mới. Em vừa nghĩ ra xong.
Chín sâu, khó lắm, béo. Còn dưới này nhiều thịt các bạn ạ. Dần nó. Bên bên đấy là con ở dưới các bạn anh. Wow. Đây con ạ, xé theo cái sườn của nó được cả cái miếng dài như này luôn. Thật là kinh khủng. Rau sống. Ê, hôm nay tốn rau sống nhỉ. Tiến hôm nay tí hôm nay còn không? À còn anh ạ. Còn không? Dẹp ra đi, dẹp ra. Lần sau phải bày nhiều hơn nữa. Anh em ăn nhiều rau sống. Tay thì ăn, tay hơi bắn chút nhỉ. À, tí ngã. À, còn tí rau sống thôi. Chắc đủ ăn hết cá này. Thử sức. Nhìn miếng này. Anh thử tỏ cả miếng này xem. Hết đi anh, hết đi. Anh đi. Anh sâu Lâm à. Ăn tay cho anh Lâm. Ngon ngon ạ. Rất ngon, béo. Béo, gọi béo. Giống như làm xiếc thì người ta nhốt gươm vào bát. Đây mình nhốt thịt. Béo lắm, rất béo. Mình cho cả miếng vào mồm, nếu mà không ăn kèm rau thì béo không thể nhốt nổi. Ui. Béo vãi chóng luôn ạ. Có một ít rau vào. Em nằm ngoài em quấn lên. Béo lắm. Thì được hai bên dìa thì dai hơn bạn ạ. Hai bên sườn này. Ừ, hai bên sườn rất là dai luôn. Chắc là con cá này nó tập bụng nhiều anh ạ. Uốn éo, uốn éo. Uốn nhiều cho nên là cái phần này là nó thịt nó chắc nó dai hơn một chút. Tập bụng nó tập vòng. Nè, ngon nè. Thôi, ăn nói gì? Béo quá nhỉ. Béo bị làm sao? Đó. Con béo luôn. Chứ nó ăn nhiều béo ăn nhiều luôn. Vào cho béo. Ừ. Thực sự là hai bên bụng dưới chỗ sườn của loại cá trình này con ạ. Thịt thì rất là dai và béo, còn ở bên trên mặt lưng của nó ấy, thì thịt giống như mình thấy thì mình cảm nhận là nó kiểu hơi tơi tơi kiểu như những dòng cá khác thôi. Thì ở bên dưới hai bên sườn này là thịt nó dai dai một chút như nãy mình xé, rất là dai. Và ăn thịt này thì rất là béo luôn. Biết là mấy anh em thì cảm thấy là, bạn Lâm thấy là. Các bạn, lần đầu tiên tôi được ăn cá trình nướng. Con cá trình này nướng nó khác với lại mấy con mà dòng họ của nó. Chính như là cá lăng, cá chê, hoặc là lươn rồi bạn. Cá chẹt rồi đấy. Con gì đấy đấy. À, ăn thịt nó có vẻ là thơm hơn. Ăn, nói chung ăn ngon lắm. Cảnh đáng ra phải có thêm ít đồ cuốn, thêm một chút bánh da lem, rồi bún, rồi một tí chút rau củ, rau quả gì quả. Đó. Ừ. Đôn Trà xem cảm giác như nào sau khi thưởng thức món này nào. Tôi lần đầu tiên được xào vào cái con cá trình này, tôi rồi không muốn, không dám xào mà cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Xong đầu nướng chín lên rồi ăn rất là béo, ngon và cay nữa, ăn quá tuyệt vời luôn. Đến. Em thì lần đầu tiên được nghe tên con cá này và cũng lần đầu tiên được tiếp xúc. Mới đầu nghe anh kể cũng sợ run hết người, cũng không dám sợ. Nhưng sau rồi lúc nướng lên thì nhìn ngoài rất là thèm, nhìn ngon muốn nhảy vào ăn. Khi ăn xong thì thịt thì rất là ngon, ngoài da da dai dai, ăn rất là phê các bạn ạ. Nấu cơm không? Đối với mình thì cũng là lần đầu tiên là mình được ăn thịt cái loại cá này. Còn thì nếu như mà tiếp xúc thì mình cũng ngày xưa mình cũng nhìn thấy một lần rồi, nhưng mà thực sự là cái ngay cả cái hình hài của nó thì nó có một cái gì đó nó rất là lạ, gây cho mình cảm giác là sợ. Cá thì thực ra thịt là ăn nó cảm giác em cũng thấy nó hình như có thể nó nai cả cá mập hay sao anh ạ. Có mùi vị thế à? Em thấy nó dài không cái thịt của nó này, cái thịt của nó cảm giác nó rất là săn săn, nó cũng nhìn nó cũng gần như là thịt cá mập ấy. Mà xương của nó thì hình như là chắc là đúng là họ hàng, nó cá mập thật, xương thì không có xương dăm hay gì, đúng một cái giữa rồi. Thịt ăn rất cay và ngon. Xương giống xương dưa.
nhưng mà mình vẫn thấy nghĩ đến cảm giác của lúc sống hơi sợ sợ. Dù gì thì anh như mình cũng ăn hết rồi, bây giờ sợ thì cũng không giải quyết được vấn đề nữa cả. Sợ vẫn đang trong bụng anh rồi. Ok, vậy là mọi người đã cho các bạn biết cái cảm giác sau khi thưởng thức món cá trình nướng siêu cay của anh như mình rồi. Bây giờ mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh như mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh như mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.